Theo các chuyên gia, cùng với hoạt động của bão Sao La, lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Hai Cùi. Khoảng cách hai cơn bão là gần 1.500 cây số. Chuyên gia nhận định tạo ra hiệu ứng bão đôi khiến quỹ đạo của bão Sao La còn phức tạp và khó lường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hợp với các cơ quan dự báo bão quốc tế và đưa ra nhận định bão Sao La có 3 kịch bản sau khi di chuyển vào Biển Đông. Kịch bản 1 đi vào ven biển Quảng Đông Trung Quốc, sau đó đổi hướng và có thể đi dọc ven biển qua Hồng Kông, Macau. Kịch bản 2, bão theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo phía Tây hướng về khu vực Lô Châu, Trung Quốc. Kịch bản 3, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó suy yếu và tan dần.